Chào ca sĩ Khê My. Chào anh Trấn Thành, chào chị Việt Hương và chào tất cả các quý vị khán giả. Hôm nay ai sắm cho bộ bà ba đẹp vậy? Dạ mẹ em. Chị Việt Hương còn nhớ là cảm ơn ba mẹ đã đặt cho em cái tên Thúy Kiều mà không có buồn. Dạ. Được cái là cứu của cái tên Thúy Kiều là đẹp thôi chứ không có lấy cái buồn đúng không? Dạ. Tại vì em rất là hài hước, rất là thông minh, rất là duyên dáng, cho nên chúng tôi mới được gặp em ở gala Thách Thức Danh Hài. Hãy lấy giùm tôi 150 triệu nha. Dạ, cảm ơn chị. Thúy Kiều, em chuẩn bị đạo cụ nha. Dạ. Rồi chưa? Dạ rồi. Trước khi em thi em có thể yêu cầu anh Trấn Thành một yêu cầu nhỏ mà. Được, yêu cầu đi cưng. Dạ, nếu mà trong quá trình em diễn á, nếu mà em có lỡ bước lên trên đó em đưa tay ra thì anh có thể nắm tay em được không? Tại sao lại không? Hãy nhớ chinh phục 5 vòng và 150 triệu. Vòng 1 thời gian 60 giây bắt đầu. 2, 3. Ai không nè? Không trả. Mắt trả lý mà trả lý cùng rồi. Buông tay ra nha. Bánh giò chứ nó có cái giá của bánh giò nha. Chết, chửi em đi chết. Em thích thì chửi lắm. Tao nha mày. Tao mê quá. Chúc mừng em đã qua vòng 1. Ở đâu ra mà có cái tiếng cười xàm xí đút của tôi vậy? Trong cái hài quán chè 3C của anh á. Trời đất ơi. Hồi nãy em biết không, tôi đang không có phòng vệ em. Tại vì tôi tưởng em làm nguyên tuồng của chị Hương. Rồi em biểu tôi nắm tay, tôi lúc đó tôi chỉ tập trung vô cái chuyện là tôi nắm tay em thôi. Rồi đâu lồi ra ông Trấn Thành tự nhiên cười. Lãng. Đâu chế, chế chửi em đi chế. Chế chửi em đi chế nữa chứ tự nhiên. Ăn may là tại vì cái tiết mục này rất là nhiều người đã đem ca cắt cái khúc này ra để làm rồi ha. Vô tình em lại cắt cái khúc của Trấn Thành không phòng ngờ. Nếu là vòng này rồi chúng tôi sẽ cực kỳ khó khăn với bạn, tại vì gặp lại bạn rồi không dễ dụ nữa đâu. Nhưng đã lỡ cười vòng 1 rồi, thoát được vòng 1 còn 4 vòng. Kiều ơi, bây giờ em sẽ đến với vòng 2 và cũng là thời gian 60 giây. Em có chuẩn bị đạo cụ gì mới không hay là có bạn diễn không? Dạ không ạ. Rồi, mình chiến đấu luôn ha. Dạ. Và vòng 2, 60 giây bắt đầu. Anh Thành, tại sao lại chia tay? Làm gì sai? Nói đi, thôi đừng nói nữa, em biết rồi. Em có làm gì sai đó. Vậy giờ chia tay, anh đừng nói em, anh chia tay em, anh đi theo nhỏ chân dài mà có giết bông thì nói nha. Trời ơi, mừng nhục lên trên này luôn. Trời ơi, chúc mừng em, chiến thắng vòng 2. Sao có cái vụ con nhỏ bận áo vết bông lên kia, sao em thấy được điều đó? Em thấy từ lúc em ra em chào khán giả. Ý là anh nói là sao em thấy được người bận vết bông là một con nhỏ. Hiểu không? Thế anh hỏi vậy đó. Sao em thấy được điều đó? Tại vì em nghĩ anh Thành thì phải quen con nhỏ chứ không lẽ quen thằng nhỏ. Em xin được hy sinh anh Ngô Kiếm Huy để củng cố cho anh Trấn Thành. Thôi, cô bé ngây thơ. Em hãy tiếp tục những gì mình làm đi. Làm cái gì đó em làm đi, em dụ được tôi rồi. Hồi nãy em lố hơn vậy nữa. Em sắn cái quần của em nó hơn như vậy nữa. Em nhìn thẳng vô mắt anh Thành. Em long lanh. Em có thể rưng rưng. Em có thể giống như là anh Thành bỏ em thiệt vậy đó. Em phải lòng trong lòng em ra nữa. Phải không? Rồi xong em ao câu kia nữa thì nó mới đắt hơn. Nhớ nha, đô càng ngày phải càng mạnh hơn nữa. Em đã vượt qua vòng 2. Khác với những vòng trước là em không được ngừng lại nữa. Và em hãy sẵn sàng tâm lý chuẩn bị bước vào vòng 3. Vòng 3, độ khó sẽ tăng lên. Và anh cũng như là hai danh hài cũng như tất cả khán giả sẽ chúc cho em thật là tự tin để chinh phục vòng 3 và giải thưởng 150 triệu.
thời gian bắt đầu. Biên tập viên Khởi Nghĩa xin kính chào quý vị và các bạn. Đến với chương trình phóng sự ngày hôm nay, Khởi Nghĩa sẽ gửi đến cho các bạn những thông tin nóng hổi xoay quanh cuộc thi đang hot nhất hiện nay, đó chính là cuộc thi thách thức danh hài. Kính thưa quý vị và các bạn, đã có một nam thí sinh tự tử sau cuộc thi bởi vì khi đi thi đã nhận được lời nhận xét của giám khảo Trấn Thành là: em đi thi mà em không sạch sẽ, thiếu vi diệu, thật đáng buồn. Thông tin thứ hai, nữ giám khảo Việt Hương dịu dàng, duyên dáng nằm trên xe mô tô dắt 1.000 lượng vòng quanh Sài Gòn. Ước tính chị đã chạy 50 vòng từ 5 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mọi người đuổi theo và ngăn cản chị, nhưng chị không dừng lại. Mọi người không biết tại sao, hỏi chị ơi sao chị không dừng lại. Chị trả lời rằng bây giờ chị ngừng lại thì làm sao mà chị chống chân. Chúc mừng em đã vượt qua vòng 3, hết sĩ bỉ tôi đến sĩ bỉ chị Hương. Lý do nào Khởi Nghĩa hay ai đã bưng tôi lên chiếc xe cho để tôi chạy mấy chục vòng hả? Tại sao tôi leo lên được mà tôi không tuột xuống được? Có người bưng lên chạy. Rồi tự nhiên rảnh cho bà chạy từ 4 sáng 5 giờ chiều luôn. Em thông minh là tại vì em chặt anh Thành không được, em qua em chặt chị. Và một cái thông tin của em là cái thông tin dịch xàm xí mà tạo cho tôi một cái hình ảnh tôi tự nghĩ ra, tôi mắc cười. Chứ tiết mục chưa có mắc cười nha. Em đã thoát thân qua được vòng 3. Và bây giờ sẽ là vòng khó khăn hơn đó Thúy Kiều, vòng 4. Em có muốn làm một mình muốn hát hay là mình muốn giao lưu chút với lại hai vị giám khảo để mình thoải mái tinh thần hơn không? Em có thể giao lưu à. Bây giờ em cho anh biết là em đi vô trường á, em có ghẹo được cho bạn cười không? Dạ có. Bạn bè em nó nói em sao? Nói em bị điên. Em đến với cuộc thi này là do em tự ý muốn hay là có cái lời kêu gọi của ai không? Dạ là kêu gọi của trái tim em. Em phát hiện ra mình hài hước từ bao giờ? Dạ có lẽ là từ năm em học cấp 2 và cấp 3, em có thi kể chuyện với lại thi diễn kịch ở trong trường em học. Thì mọi thầy cô cũng và các bạn cũng có nói là em có chút năng khiếu hài hước và kêu em là thi ở trường sân khấu điện ảnh đi. Sao không thi? Nhưng mà em lúc đó em chắc là em cũng không biết gọi là gì, nhưng mà em không dám thi. Với lại em nghĩ là không biết là mình có tài năng thật sự hay không, hay chỉ là do mình có một chút xíu thôi mà mọi người nghĩ là như vậy. Và anh hy vọng rằng là em còn rất là trẻ, em nên đặt một cái suy nghĩ lớn cho con đường em từ đây về sau. Hãy yêu thích những gì mình làm và mình muốn làm và hãy theo đuổi nó cho đến tận cùng. Bây giờ Kiều, vòng 4, cố lên. Và thời gian bắt đầu. Kính thưa anh chị và tất cả mọi người, thật sự thì bây giờ em chuẩn bị chỉ có 3 tiết mục thôi. Em không biết làm gì hết nữa. Nhưng mà bây giờ em sẽ dành 50 giây còn lại để em tâm sự với mọi người. Em sẽ nói một cách thật là ngắn gọn và thật là xúc tích về những cái tình cảm cũng như là những cái tâm sự trong lòng của em nói với mọi người. Và bây giờ em cũng biết, em xin hết. Tiếp em, câu chuyện hôm qua ngủ ngon không? Em có thể ôm chị Việt Hương và anh Trấn Thành đúng không ạ? Vậy em có thể ôm chị. Khỏi đi, qua ôm anh liền. Bỏ luôn. Dạ thôi bỏ anh. Chúc mừng em đã vượt qua vòng 4. Sai hãm hại tôi mấy lần nha. Nó ghê thiệt, nó không lừa cái vụ đầu, nó bỏ qua. Xong cái mình vừa đề nghị nó xả mình luôn. Trời ơi, sai. Nhưng mà trong cái sai là đúng à. Em là em ham hố Thành ơi. Thấy gái đẹp, định nhào vô ôm con người ta. Rồi giả bộ tự nhắc nữa. Bỏ luôn đi em, bỏ luôn, nó bỏ luôn thiệt. Bỏ nha cha. Bỏ. Chúc mừng em mừng nhục thành công 3 người, bước qua vòng 4. Đường vinh quang không còn xa xôi. Em đã gần tới đích rồi. 150 triệu hay không? Liệu thí sinh Thúy Kiều có vượt qua được vòng 4 để đi tiếp đến vòng 5 và giành giải thưởng 150 triệu? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa.
rất thông minh đã vượt qua được 4 vòng thi và chỉ còn một vòng thi cuối cùng. Thi luôn đi anh. Rồi, thi luôn. Thời gian 60 giây bắt đầu. Nãy giờ em đứng em suy nghĩ rất là nhiều. Em không biết em làm gì nữa hết. Không mấy giờ em đi về nha. Mà trước khi về thì em muốn tặng cho anh Trấn Thành một câu hát. Mà mặc dù em biết là em á là bề ngoài là giống chị Khởi My, nhưng mà giọng ca là giống anh Lệ Rơi. Nhưng mà mong anh Trấn Thành sẽ chấp nhận tấm chân tình này của em. Anh hứa với em khi đôi mình nên duyên nên nợ, thì một trái dừa xiêm cũng nên vợ nên chồng. Tại sao em hát trái dừa ở đây? Bởi vì quê hương của em đó chính là quê hương Bến Tre. Và 16 giây này em sẽ dành để nói về quê hương của em. Quê hương của em là quê hương Bến Tre Đồng Khởi. Và em rất là tự hào vì em là người con của quê hương Bến Tre. Quê hương Bến Tre có những cái giống dừa lùng rất là giống chị Việt Hương lùng lùng, nhưng mà trái nào đó là đâm đâm đâm. Còn những cái dừa cao thì không có trái gì hết. Rồi xong. Hết thời gian. Cái anh đánh giá cao của em là em không bao giờ cố diễn. Mặc dù em biết là hết thời gian, em không chuẩn bị thì em nói thẳng là em không chuẩn bị. Và em lấy những cái ứng biến của em làm liền tại chỗ để cho mọi người thấy. Và em không làm cho anh khó chịu. Em không có cố diễn, em vẫn thay vì ok tôi hết giờ thì tôi sẽ nói những cái điều chân thật nhất của tôi. Trong đó tôi đánh lừa người ta, người ta nghe với tâm lý là người ta chân thành. Cái lâu lâu tôi bẻ qua một cái, nếu được ăn may thì tôi sẽ được cười, không được thì thôi. Đó cũng là một chiến thuật rất là tốt. Mặc dù không chuẩn bị nhưng em biết cách để em ứng phó cho cái tình huống của mình. Anh đánh giá em là người thông minh. Và một lần nữa anh nói rằng là ước mơ vẫn còn đó, chỉ chờ em chạy thôi. Hơi hụt hơi, hơi mệt, nhưng nếu chạy nó vẫn còn đó đợi em. Dạ, cảm ơn anh chị. Chị vẫn mong là có những cái bàn tay nâng bước, những cái bàn tay trẻ này. Chị chưa bao giờ làm live show đúng không? Hãy làm như thế nào tụi em hãy thắp cho chị một cái luồng điện 300 mấy để chị có thể kích chị lên, chị có thể làm cái live show. Mà chị hy vọng là trong cái live show của chị có những cái bước chân ngỡ ngàng vào nghệ thuật như thế này. Các em hỗ trợ chị lạng lạng diễn một chút thôi cũng được, ở trong đó để có cái hương vị, để có những cái người trẻ như thế này có cơ hội để cho khán giả nhìn thấy. Chứ ngồi mà không có chỗ đi diễn bây giờ nói gì, nói phải có thực tế. Cảm ơn anh chị. Xin chúc mừng Thúy Kiều và giải thưởng 5 triệu đồng từ chương trình Thách Thức Danh Hài. Bây giờ cho em ôm anh thiệt luôn. Dạ em ôm chị. Vui, vui quá. Nè, tự tin lên trong cuộc sống nha. Xúc động quá khóc rồi. Và 5 triệu này đem về tặng cho má. Tại bữa lãnh được mớ của đáng kể rồi ha. Và cái tiền này chị nghĩ là một phần nha. Một phần để kỷ niệm suốt trong cuộc đời này. Một chân mình đã bước vào nghệ thuật rồi, mỗi lần ngắm nó ít nhất là nhớ đến chương trình, và đặc biệt là nhớ đến anh Trấn Thành ha. Cảm ơn em.